Khu vực Đông Nam Á có địa hình bị chia cắt mạnh bởi sông ngòi, đầm phá và hải đảo. Suốt nhiều năm qua, sự kết nối các khu vực trong các quốc gia này còn bị hạn chế rất lớn bởi phà và thuyền. Trong hơn một thập kỷ trở lại đây, bằng việc tận dụng được nguồn lực trong và ngoài nước, đặc biệt là nguồn vốn ODA, các quốc gia này đã xây được nhiều cầu có kết cấu lớn và rất lớn, kết nối nhiều vùng trong đất nước. Cây cầu giữ vị trí là cây cầu lớn và dài nhất trong khu vực liên tục bị thay thế. Và sau đây là danh sách 10 cây cầu dài nhất khu vực Đông Nam Á. Mời các bạn xem video. Cầu Suramadu, tên khác cầu Surabaya Madura, là một cây cầu dây văng bắc qua eo biển Madura, được xây dựng để kết nối thành phố Surabaya trên đảo Java và thị trấn Bangkalan trên đảo Madura của Indonesia. Đây là cây cầu dài nhất Indonesia và là cầu đầu tiên bắc qua eo biển Madura. Tổng chiều dài của cây cầu là 5.438m, mặt cầu rộng 30m, trụ tháp dây văng cao 146m, nhịp chính dài 818m. Cầu được xây dựng bởi liên doanh các công ty Indonesia là PT Adi Karya và PT Waskita Karya, thi công cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn công trình cầu đường Trung Quốc và công ty trách nhiệm hữu hạn công trình cảng biển Trung Quốc. Tổng kinh phí cho dự án, bao gồm cả đường dẫn, được ước tính là 4,5 nghìn tỷ rupiah, 445 triệu đô la Mỹ khi đó. Việc xây dựng được bắt đầu vào ngày 20 tháng 8 năm 2003, việc thi công cầu tạm dừng vào cuối năm 2004 do thiếu kinh phí, song đã được tái khởi động vào tháng 11 năm 2005. Nhịp cầu chính của cầu được hợp long vào ngày 31 tháng 3 năm 2009 và cầu được mở cửa cho công chúng vào ngày 10 tháng 6 năm 2009. Việc hoàn tất cây cầu Suramadu đã khuyến khích việc quan tâm đến khả năng xây một cây cầu lớn khác là cầu eo biển Sanda bắc qua eo biển cùng tên ở cực tây đảo Java. Cầu vượt biển Đình Vũ Cát Hải, hay còn được gọi là cầu vượt biển Tân Vũ Lạch Huyện, là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện với tổng chiều dài 15,63 km, trong đó phần cầu có chiều dài 5.440 m, phần đường dẫn dài 1.019 m. Điểm đầu nối từ đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại nút Tân Vũ thuộc phường Tràng Cát, quận Hải An, điểm cuối là cổng cảng Lạch Huyện, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng thuộc huyện Cát Hải. Mặt cầu có bề rộng 29,5 m với 4 làn xe, 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Cầu được thiết kế chạy với tốc độ 80 km/h. Cây cầu được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công vào ngày 15 tháng 2 năm 2014 và khánh thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2017. Đây là công trình cầu đường vượt biển dài nhất Việt Nam hiện nay và có công nghệ phức tạp, kỹ thuật cao. Cầu Đình Vũ Cát Hải và dự án đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện giúp giảm chi phí và thời gian đi lại, giảm tai nạn và rủi ro do vận chuyển bằng phà và xà lan, giảm tai nạn tắc nghẽn giao thông hàng hải tại kênh Nam Triệu, kích thích phát triển công nghiệp ven biển Hải Phòng và thúc đẩy hoạt động du lịch tại quần đảo Cát Bà. Dự án đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện do liên doanh các nhà thầu Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. cùng tập đoàn Sienco 4 và tổng công ty xây dựng Trường Sơn thi công. Tổng mức đầu tư dự án đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện là 11.849 tỷ đồng từ vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Cầu Pakokku là cây cầu đường sắt và đường bộ bắc qua sông Irrawaddy ở thị trấn Pakokku của Myanmar. Cây cầu cũng là một phần của đường cao tốc nối ba nước Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan. Cây cầu được xây dựng để nối thị trấn Pakokku với khu hành chính Niangu. Cây cầu có chiều dài là 6.170 m và phần mặt đường dành cho xe chạy rộng 8,5 m.
khởi công xây dựng năm 2009 và khánh thành vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 bởi Phó Tổng thống Thi Đông Minh Âu, được đầu tư xây dựng bởi Crown Advent Construction và Bộ Xây dựng Myanmar. Được xây dựng tại nơi hợp lưu của sông Khe Nhuyên, sông Ghia Ninh và sông Atayan ở bang Mon, nối thành phố Molemiaing với Mottama. Cây cầu có chiều dài tổng thể là 6.600m, phần mặt cầu có hai làn xe hỗn hợp rộng 8,5m, một đường ray trơn rộng 4,3m và hai hành lang dành cho người đi bộ. Cây cầu khởi công xây dựng vào ngày 18 tháng 3 năm 2000 và khánh thành vào ngày 18 tháng 4 năm 2005 do Bộ Xây dựng Myanmar thiết kế và đầu tư xây dựng. Có tên chính thức là đường cao tốc liên kết Cebu Córdoba nhưng thực tế nó là một cây cầu dài 8.900m. Cây cầu nối Sao Road Property ở thành phố Cebu trên đất liền Cebu và Córdoba trên đảo Mactan. Băng qua kênh Mactan, đây là con đường nối thứ ba giữa các đảo Cebu và Mactan và là con đường đầu tiên giữa thành phố Cebu và Córdoba. Cây cầu có chiều dài tổng thể là 8.900m, mặt cầu có 4 làn xe rộng 27m, trụ tháp cầu cao 145m, nhịp dây văng giữa hai trụ tháp dài 390m và độ cao thông thuyền đạt 51m. Cây cầu được thiết kế bởi hai công ty là SENIA Ingeniería y Sistemas Carlos Fernández Casado và do liên doanh các công ty Acciona, First Balfour, DMCI JV đảm nhiệm xây dựng. Lễ động thổ xây dựng cầu Cebu Córdoba được tổ chức vào ngày 2 tháng 3 năm 2017. Sau hơn 5 năm xây dựng, vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, cây cầu được khánh thành bởi Tổng thống Rodrigo Duterte trùng với lễ kỷ niệm 501 năm trận chiến Mactan. Đây là đường cao tốc đầu tiên được mở bên ngoài Luzon. Nó chính thức mở cửa cho người tham gia giao thông 3 ngày sau đó, vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. Đường cao tốc thu phí Bali Mandara, thực chất nó là một cây cầu vượt biển dài 12.700m bắc qua vịnh Benoa. Đường cao tốc trị giá 220 triệu đô la Mỹ nối thành phố Denpasar và Nam Kuta, Badung Regency, Dusa Dua và sân bay quốc tế Ngurah Rai. Tuyến đường được xây dựng để ngăn chặn ùn tắc giao thông trên đường tránh Ngurah Rai, trước đây là con đường duy nhất nối các khu vực phía nam của sân bay Bali với các khu vực phía bắc sân bay. Đường thu phí Bali Mandara bắt đầu xây dựng vào tháng 3 năm 2012 và hoàn thành vào tháng 10 năm 2013. Con đường được chính thức thông xe vào ngày 23 tháng 9 năm 2013 bởi Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono. Cầu Bumibon và tuyến đường vành đai công nghiệp trên cao tạo thành một cây cầu dài 13.000m kết nối phía nam Bangkok với Samut Prakan. Cầu bắc qua sông Chao Phraya hai lần với hai cây cầu dây văng, cầu Bumibon 1 dài 702m, trụ tháp cao 173m và cầu Bumibon 2 dài 582m, trụ tháp cao 164m.
cây cầu và tuyến đường vành đai trên cao được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề giao thông nội thành Bangkok và khu vực xung quanh, đặc biệt khu công nghiệp cảng Khlong Toei, phía nam Bangkok và tỉnh Samut Prakan. Cây cầu chính thức khánh thành vào ngày 5 tháng 12 năm 2006. Theo truyền thống, tất cả cây cầu bắc qua sông Chao Phraya tại Bangkok sẽ được đặt tên theo thành viên hoàng tộc. Vào tháng 10 năm 2009, hai cây cầu được đặt tên theo vua Bhumibol Adulyadej, cây cầu phía bắc chính thức gọi là cầu Bhumibol 1 và cầu phía nam gọi là cầu Bhumibol 2. Là một cây cầu vượt biển dài 13.500m ở bang Penang, Malaysia. Là cầu vượt biển dài thứ hai của Malaysia, cây cầu kết nối hòn đảo du lịch Penang với bán đảo Mã Lai. Cầu Penang có tổng chiều dài 13.500m, phần cầu dây văng có nhịp chính dài 225m, trụ tháp cao 101,5m, dây văng của cầu được thiết kế là kiểu đàn hạc. Được thiết kế và thi công bởi các nhà thầu của Malaysia và Hàn Quốc, cầu Penang khởi công xây dựng vào năm 1982 và chính thức khánh thành vào ngày 14 tháng 9 năm 1985. Khi cây cầu mới được xây dựng xong, nhịp trung tâm có 6 làn xe, trong khi phần còn lại của cây cầu có 4 làn xe. Dự án mở rộng toàn bộ cây cầu lên 6 làn xe bắt đầu vào tháng 1 năm 2008 và hoàn thành vào cuối năm 2009. Cầu Sultan Abdul Halim Wat Jam Sa hay còn gọi là cầu Penang 2 là cây cầu thứ hai được xây dựng để kết nối hòn đảo du lịch này về đất liền. Tổng chiều dài của cây cầu là 24.000m, khiến nó trở thành cây cầu dài nhất ở Malaysia và dài thứ hai ở Đông Nam Á. Cầu Penang 2 được xây dựng bởi sự hợp tác giữa hai nước Malaysia và Trung Quốc, khởi công vào tháng 11 năm 2007 và chính thức khánh thành vào ngày 1 tháng 3 năm 2014. Ở cầu Penang 2, phần cầu dây văng cũng được thiết kế là kiểu đàn hạc với nhịp chính dài 250m. Khu vực xây dựng cầu Penang 2 thường xuyên phải gánh chịu những tác động cực đoan của thiên nhiên như động đất, sóng thần, bão. Cho nên những công nghệ tiên tiến đã được áp dụng cho cầu Penang 2 như cầu khoan nhồi có đường kính lên đến 2m, khoan sâu đến 120m, được lắp đặt vòng bi cao su tự nhiên giảm chấn cao, cung cấp hệ thống cách ly địa chấn hiệu quả giúp cây cầu có thể chịu được động đất cường độ cao, và một số công nghệ khác. Các cầu Sultan Haji Omar Ali Saifuddin hay cầu Temburong là một cây cầu vượt biển dài 30.000m của Brunei, nó cũng là cây cầu dài nhất Đông Nam Á tại thời điểm hiện tại. Brunei có hai vùng lãnh thổ tách biệt nhau, các quận Bilet Tutong, Brunei Mura cùng nằm trên một khu vực, còn lại là quận Temburong nằm tách biệt phía bên kia. Lãnh thổ bị chia cắt bởi Malaysia cho nên việc đi lại giữa hai khu vực là hết sức khó khăn, cho nên cầu Temburong được xây dựng để giải quyết vấn đề này. Cầu được khởi công xây dựng vào năm 2014 và dự kiến hoàn thành thông xe vào cuối năm 2019, tuy nhiên ngày thông xe cầu được dời đến tháng 3 năm 2020. Cây cầu được xây dựng bởi công ty Delem của Hàn Quốc và Tổng Công ty Xây dựng Quốc gia Trung Quốc CSCEC.
dự án được báo cáo trị giá 1,6 tỷ đô la Brunei, tương đương 1,2 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 3 năm 2018. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2020, nhân dịp sinh nhật lần thứ 74 của quốc vương Haji Hassanan Bolkiah, cây cầu được đặt tên là cầu Sultan Haji Omar Ali Saifuddin để vinh danh người cha quá cố của ông, cựu quốc vương Haji Omar Ali Saifuddin đệ tam.